Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bí quyết thành công. Thưa quý vị và các bạn, thành công là một chủ đề muôn thuở ở thời đại này. Thành công có nghĩa là có địa vị xã hội cao hơn, có nhiều của cải vật chất hơn và làm nó giúp thỏa mãn sự phù phiếm và những ham muốn vật chất của chúng ta. Vì vậy mà mỗi chúng ta, ai ai cũng đều mong muốn thành công. Đôi khi, muốn phán đoán một người có khả năng thành công hay không, thực ra là không hề khó, chỉ cần nhìn 5 điểm này là đủ. Vậy thì 5 điểm then chốt đó là gì? Tại sao chỉ cần 5 điểm là chúng ta có thể biết một người có thể thành công hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Tôi tin chắc rằng sau khi theo dõi xong video này thì các bạn sẽ tự rút cho mình kinh nghiệm để chúng ta đạt được thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Chắc hẳn là trong chúng ta ai cũng có những chuỗi dài bất tận danh sách những việc muốn làm. Nhưng thật đáng buồn là rất ít việc trong danh sách được thực hiện. Những kế hoạch dự định mãi chỉ nằm trên giấy. Nhưng liệu bạn có biết rằng là vấn đề của bạn đang nằm trong chính bạn? Mọi thành công luôn đi kèm với sự đánh đổi của nó và chúng ta phải trả giá tương xứng với sự thành công đó. Mọi thứ không phải là tự dưng mà có mà tất cả là do sự nỗ lực của chính bản thân chúng ta. Muốn biết một người có thành công hay không thì chúng ta hãy nhìn vào tham vọng của họ. Muốn thành công lớn thì bạn phải có tham vọng và khát vọng đủ lớn. Và đây là điều chúng ta không thể nào quên nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn. Chúng ta tự đặt ra các hạn mức thành công của mình. Tương ứng với các hạn mức đó thì chúng ta thiết lập kế hoạch để đạt được chúng. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn gây dựng một sự nghiệp to lớn vĩ đại thì chúng ta không thể đặt mục tiêu nhỏ hay tham vọng không đủ lớn. Điều này sẽ không bao giờ thành hiện thực được. Hãy tự tin và tin tưởng vào bản thân mình và đừng ngần ngại đặt ra các mục tiêu lớn và đừng bao giờ giới hạn tham vọng của mình. Bạn hãy luôn luôn nhớ rằng tham vọng, khát vọng càng lớn thì thành công càng lớn nhiều. Jack Ma từng nói với người nghèo ở chỗ họ không có tham vọng. Rất nhiều người xem từ tham vọng là một thuật ngữ mang tính tiêu cực và khiến cho người khác cảm thấy họ quá dã tâm lớn. Nhưng chính nhờ những tham vọng lớn đó mà con người ta mới có được thành công. Bởi những kiểu người như thế này thì họ không thỏa mãn với hiện trạng và từ đó nỗ lực phấn đấu không ngừng vì muốn thay đổi môi trường hiện tại. Vì có tham vọng nên là họ lúc nào cũng tràn đầy tinh thần phấn đấu. Thành công chính là bởi vì có tham vọng cực lớn. Hãy nuôi dưỡng và cháy hết mình với tham vọng lớn của bản thân. Bí quyết thành công rất thích hai chữ tham vọng và tôi cảm thấy rằng là trong nó có cả một nội lực tiềm tàng, rực cháy, pha lẫn sự bồng bột của tuổi trẻ và ngang ngạnh đầy sức sống. Nó chính là một nguồn năng lượng cuộc sống là tạo đủ động lực để chúng ta vươn lên trên đường đời. Và tôi thích tất cả các mọi thứ hừng hực khí thế, bao gồm cả tham vọng, cho dù đó là sự tham vọng có thể thiêu đốt con người. Nếu như bạn có ước mơ, có năng lực, có sức bền, bạn hãy tôn trọng niềm tham vọng của bản thân trước và nuôi dưỡng nó hàng ngày, đợi tới khi nào đạt được tất cả những thứ mình muốn, nó sẽ tự tìm đến bạn. Để đạt được mọi thứ trong cuộc sống thì điều tối thiểu nhất và quan trọng nhất là bạn phải thiết lập mục tiêu cho bản thân mình. Người có tham vọng, khát vọng làm nghiệp lớn thì xem việc thiết lập mục tiêu từng giai đoạn là vô cùng quan trọng. Và trong cuốn sách nổi tiếng, Napoleon Hill đã ví những người muốn chinh phục thành công mà không có mục tiêu rõ ràng chỉ là những con tàu không bánh lái. Ông viết, hãy nhớ rằng cả mục tiêu và kế hoạch để đi tới thành công đều có thể thay đổi theo thời gian. Điều bạn cần thực hiện ngay bây giờ đó là hiểu được tầm quan trọng và xác định được mục tiêu đúng đắn trước mắt trong nhận thức và thực hiện nó bằng một kế hoạch cụ thể. Người thành công luôn gây dựng cho mình một kế hoạch mỗi ngày để thực hiện mục tiêu đã đề ra. Mục tiêu có thể rất lớn nhưng cần phải phù hợp với chính bản thân họ. Họ thường xác định mục tiêu dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, như vậy họ mới đi đúng đường dẫn tới thành công. Để hoàn thành mục tiêu đầy tham vọng đã đặt ra trước đó thì bạn cần tin rằng bản thân mình có thể làm được. Và khi bạn tin tưởng chính mình thì những người khác cũng sẽ có xu hướng tin rằng bạn làm tốt. Tóm lại thì tham vọng lớn, khát vọng lớn giúp chúng ta thành công lớn. Tỷ phú Jack Ma đã kể lại rằng trước khi thành lập Alibaba, ông mời 24 người bạn tới để hỏi ý kiến, nhưng chỉ có duy nhất một người ủng hộ ông. Người bạn đó nói, nếu cậu muốn làm thì cứ thử đi. Giả như mọi chuyện không như ý thì cậu vẫn có thể quay về nghề cũ.
Ông trằn trọc suy nghĩ cả đêm rồi quyết tâm bắt tay thực hiện ý tưởng của mình. Và giờ thì Alibaba đã trở thành tập đoàn thương mại nổi tiếng trên thế giới. Có thể thấy mấu chốt thành công ở đây là Jack Ma có tham vọng, có hoài bão và dám thực hiện ước mơ của mình, dù bị nhiều người, thậm chí là người thân phản đối. Ông luôn tâm niệm rằng thành công hay thất bại không quan trọng, mà quan trọng là những bài học mà bạn nhận được, đó cũng là một dạng của thành công. Điều thứ hai, muốn biết một người có thành công hay không thì các bạn hãy nhìn khả năng chịu khổ. Một người muốn thành công chỉ có tham vọng thôi là không đủ, bạn bắt buộc phải nỗ lực đi thực hiện hóa tham vọng của mình. Người có thể chịu được khổ sau này nhất định sẽ đứng trên nhiều người. Vào thời điểm mấu chốt có thể thành công hay không thì cứ xem khả năng chịu khổ và sự nhẫn nại của mọi người. Những người thành công bất luận làm chuyện gì thì họ đều rất lạnh lùng với chính mình và ép mình đi làm. Ngược lại, những người thất bại thì trước giờ luôn không chịu được để mình phải tủi thân và luôn muốn há miệng chờ sung, chờ miếng bánh ngon miệng từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Triết lý thả bầy sói và đàn hươu xuất phát từ một hiện tượng thực tế. Trong một khu rừng thì trong một đàn hươu sinh sống thì ban đầu chỉ bởi vì lo sợ sẽ bị tấn công của bầy sói, cho nên người ta mới cách ly các con sói sang một khu rừng khác. Nhưng rồi người ta chợt nhận ra là sức đề kháng của đàn hươu ấy kém hơn, tỷ lệ hươu bị bệnh cao hơn và khả năng chạy đua của đàn hươu kém hơn. Sau một thời gian nghiên cứu thì họ nhận ra rằng nguyên nhân cho tất cả hiện tượng đó là bởi vì những con hươu đang được an toàn quá mức. Thế rồi họ quyết định làm một điều ngược lại, đó là thả bầy sói vào đàn hươu. Và chuyện gì đã xảy ra? Đàn hươu từ cuộc sống an toàn này đã chuyển sang sống trong sợ hãi. Chúng luôn rình rập bởi những con sói và điều tất yếu là chúng không thể tránh khỏi những lần truy sát, rượt đuổi diễn ra hàng ngày. Điều gì đến cũng phải đến thì những con yếu nhất đàn, những con kém nhất đàn bị đàn sói ăn thịt. Nhưng rồi thời gian sau thì sức đề kháng của đàn hươu tăng mạnh hơn nhiều so với thời xưa. Lý do là bởi vì bây giờ chúng cảnh giác hơn, phải cố gắng nhiều hơn, phải hoạt động nhiều hơn và phải chạy nhiều hơn. Đồng thời khi những con hươu yếu nhất, kém nhất đã bị chết thì những con còn lại, những con hươu mạnh mẽ nhất trong quá trình sinh sản đã tạo ra thế hệ tiếp theo có gen di truyền tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Tương tự như vậy, nếu chúng ta đang ở trong một chiếc vòng quá an toàn, có lẽ đã đến lúc cần cho các bạn được tôi luyện và trải nghiệm nhiều hơn và vấp cuộc đời nhiều hơn, trải nghiệm và học nhiều kỹ năng hơn. Chẳng hạn như học cách nâng cao năng lực cảm xúc cá nhân để đối mặt với áp lực, học cách rèn luyện các thói quen hữu ích để nâng cao chỉ số vượt khó, nâng cao năng lực cảm xúc xã hội để tránh bị đào thải bởi máy móc. Khi chúng ta bớt an toàn thì phải va chạm và trải nghiệm nhiều hơn, phải đối mặt với rủi ro và sự nguy hiểm nhiều hơn, thì chắc chắn các bạn sẽ trở nên thành công hơn. Điều này cũng giống như... Quý vị và các bạn thân mến, có nhiều con đường dẫn đến thất bại trong cuộc sống và một trong số đó chính là thói quen trì hoãn. Ở một số mức độ nhất định, trì hoãn có thể trở thành một thói quen mang tính hủy hoại bản thân. Các bạn có tự hỏi, vì sao lại không giải quyết công việc một cách dứt điểm mà cứ phải trì hoãn hết lần này đến lần khác hay không? Những người thành công dẫn dắt cuộc sống của họ bằng việc theo đuổi sự tăng cường sức mạnh tinh thần, những thói quen nâng cao vị thế và những nguyên tắc sống mạnh mẽ. Cuộc sống thành công của họ là kết quả trực tiếp của những lựa chọn có ý thức và thói quen lành mạnh. Vì vậy, muốn biết một người có thành công hay không, chúng ta phải làm như thế nào? Các bạn và Bí quyết thành công đã cùng tìm hiểu về hai điểm then chốt ở phần trên rồi. Và tiếp theo sau đây sẽ là ba điểm then chốt còn lại để biết một người có thành công hay không. Các bạn hãy cùng với Bí quyết thành công tìm hiểu nhé. Tư cách mà đại bàng dạy con tập bay, không một con đại bàng nào lại dạy con mình cách đi lòng vòng quanh vườn như là một con gà. Thay vì thế thì nó làm tổ ở trên vách núi. Và cách mà đại bàng con được học bay là bị đại bàng bố mẹ đạp cho rơi từ trong hàng ra ngoài không trung. Có 80% số đại bàng con sẽ bị rơi tự do, sắp bị đập vào vách núi và rơi xuống vực. Và số ít đại bàng con còn lại phải nỗ lực hết sức đập cánh để không phải chịu kết cục thảm hại như đa số đại bàng kia. Cuối cùng thì phần thưởng của chúng là trở thành chúa tể trời xanh. Có những người chí lớn hơn bầu trời, nhưng tới lúc nên hành động thì lại ngập ngừng, trì hoãn hết lần này đến lần khác. Những người như vậy về mặt tư tưởng là một người khổng lồ, nhưng về mặt hành động lại chỉ là một người lùn, không hơn, không kém và nói giỏi hơn làm. Điểm thứ ba, muốn biết một người có thành công hay không chỉ cần nhìn khả năng chấp hành. Các bạn ạ, chăm chỉ chưa chắc đã có thể phát tài, nhưng lười biếng thì nhất định sẽ nghèo khổ. Và đây là thế giới của những người nỗ lực, chăm chỉ, nói là làm, dám hành động, không viện cớ hay do dự đắn đo.
Muốn thành công thì mọi người cần phải lập ra những kế hoạch, mục tiêu cá nhân. Nhưng để trở thành một người thành công và giàu có thì điều cần làm là những kỹ năng và việc bắt tay vào thực hiện những kế hoạch dự định đó. Nếu bạn không thực sự nỗ lực hết sức, không dành thời gian, nhiệt huyết và hy sinh những thú vui cá nhân để đạt bằng được mục tiêu và bạn còn không dám đối mặt với thất bại thì bạn sẽ không thể thành công được. Đích thị là mục tiêu ai cũng hướng tới nhưng đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ và sự kiên trì phấn đấu, sẵn sàng đương đầu với thách thức trong cả một quá trình dài. Chính vì vậy các bạn cần phải làm việc chăm chỉ và cố gắng nỗ lực hết mình. Sự thật là cái mắc thiên tài không đảm bảo cho một tương lai thành công. Thành công thực sự đến từ những nỗ lực, sự chăm chỉ làm việc. Thường chúng ta nhìn vào những người thành công nổi tiếng ở vẻ bề ngoài sang trọng và hào nhoáng và thầm ngưỡng mộ họ mà không biết rằng đằng sau thành quả và cuộc sống một đáng mơ ước ấy là cả một sự cố gắng, nỗ lực, thậm chí đó là một hành trình dài, những ngày dậy sớm, thức khuya làm việc, lao động. Họ làm việc khi người khác đang ngủ, học khi người khác đang chơi. Mặc dù bỏ dở sự nghiệp học hành ở Harvard hồi những năm 1970 để thành lập Microsoft, nhưng tỷ phú Bill Gates chưa bao giờ ngừng học các bạn ạ. Ông chia sẻ rằng, tôi là một kẻ bỏ học lạ lùng vì lúc nào tôi cũng học những khóa học của các trường. Một cách quan trọng mà vị tỷ phú này dùng để liên tục mở rộng kiến thức là thông qua việc đọc sách. Ông đọc 1 giờ mỗi ngày và đọc hết 50 cuốn sách mỗi năm. Nếu muốn biết một người có thành công hay không thì chỉ cần nhìn thái độ đối với học tập. Đây là điểm then chốt thứ 4. Sự thất bại của Kodak trong thị trường máy ảnh là một hồi chuông cảnh báo cho mỗi người. Và xã hội đang ngày một tiến bộ thì chúng ta luôn phải duy trì cho mình trạng thái không ngừng học hỏi, theo kịp những bước tiến của thời đại. Nếu không thì khi thời đại bỏ rơi, bạn sẽ chẳng quay lại nói với bạn một câu tạm biệt nào. Muốn thành công thì nhất định phải có cho mình một lượng tri thức nhất định. Những người thành công thật sự đều khao khát học hỏi, bởi học hỏi kinh nghiệm và tri thức từ người khác là cách nhanh nhất và dễ nhất giúp cho ta có được thành công. Đáng tiếc là rất nhiều người dù có khổ sở tới đâu thì cũng không muốn lựa chọn con đường học vấn này. Bill Gates thậm chí còn cho rằng là một phần thành công mà mình có được là nhờ sự ham thích đọc sách của mình. Ông nói là đọc sách là một trong những cách chính mà tôi học và tôi đã làm thế kể từ khi còn là một đứa trẻ. Và ông tiết lộ với tạp chí Time, bạn không thật sự bắt đầu trở nên già cho tới khi bạn ngừng đọc sách. Mỗi cuốn sách đều dạy cho tôi một điều gì đó mới mẻ hoặc giúp tôi nhìn sự vật theo một cách khác. Đọc sách tiếp thêm sự hiếu kỳ về thế giới, điều mà tôi nghĩ rằng đã giúp thúc đẩy mình phát triển trong sự nghiệp và trong công việc tôi đang làm với quỹ Bill Melinda Gates của mình. Ông cũng đang dùng một số chương trình và video trực tuyến để học thêm những kỹ năng mới, cũng như tự cung cấp kiến thức cho mình về các nền văn hóa toàn cầu và những sự kiện trên thế giới. Trong một thời gian dài thì người ta dùng chỉ số IQ để tìm kiếm người tài vì tin rằng người có IQ cao sẽ có xác suất thành công cao hơn người khác. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học tại đây lại cho thấy chỉ có 25% số người thành công là có chỉ số IQ cao hơn mức trung bình. Thế nhưng, thời gian gần đây thì chỉ số IQ, ý chí hay khả năng thích nghi và vượt khó có xu hướng được nhắc đến nhiều hơn. Và muốn biết một người có thành công hay không thì chỉ cần xem IQ của họ, điểm then chốt cuối cùng. IQ là chỉ thái độ ứng phó của một người khi đối mặt với nghịch cảnh. Trên con đường phấn đấu thì rất nhiều người vừa gặp khó khăn đã mất hết ý chí từ bỏ ngay lập tức. Và trong những người có IQ cao nhất thì bất luận với mặt khó khăn ra sao đều có thể vực lại được tinh thần. Vì vậy, thái độ khi đối mặt với nghịch cảnh phản ánh khả năng phản công của một người. Con đường thành công chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng. Chúng ta phải vượt qua vô vàn chông gai mới có thể đến tới đích. Chỉ có những người vượt qua trăm ngàn chông gai đó mới có thể chạm tới chiếc cúp thành công. Thực ra thì mỗi người chúng ta đều có những điểm yếu cần khắc phục. Tin rằng là có rất nhiều người cũng đang bước trên con đường vươn tới thành công. Vậy thì hãy rèn luyện những năng lực mà mình còn chưa có và có lẽ thành công sẽ đến với bạn sớm hơn. Với 5 điểm then chốt mà Bí Quyết Thành Công đã chia sẻ ở trên, và thông qua đó thì các bạn có thể dễ dàng nhận biết là một người có thành công hay không, và hơn thế nữa là chúng ta có thể nhìn nhận bản thân xem mình đã có đủ 5 vũ khí để chinh phục con đường thành công của mình hay chưa. Đến đây thì các bạn có còn nhớ 5 điểm then chốt đó là gì hay không? Tham vọng, khả năng chịu khổ, khả năng chấp hành, thái độ đối với học tập, chỉ số IQ. Các bạn nên nhớ nhé, đây chính là 5 điểm then chốt để giúp chúng ta đạt được thành công trong mọi việc đấy.